Chào mừng các bạn đã quay trở lại với điện tử 360 và đây là hướng dẫn sử dụng thiết bị chứng minh định luật Boyer. Bộ thiết bị bao gồm van khí, đồng hồ đo áp suất, xi lanh điều chỉnh thể tích khí. Với thiết bị này, mình có thể thực hiện hai thí nghiệm là giảm thể tích khối khí trong xi lanh dẫn tới áp suất của khối khí tăng và ngược lại, tăng thể tích của khối khí dẫn tới áp suất giảm. Ở thí nghiệm đầu tiên, mình sẽ tiến hành mở van khí. Sau đó chọn mức thể tích trên xi lanh. Rồi đóng van khí. Và tiến hành đẩy xi lanh vào. Ta có thể thấy, sau khi đẩy xi lanh vào, áp suất của khối khí đã tăng thông qua đồng hồ đo áp suất của thiết bị. Ở thí nghiệm tiếp theo, mình tiếp tục mở van khí. Đẩy xi lanh về không. Rồi đóng van khí. Và tiến hành kéo xi lanh ra. Sau khi liên kết các thiết bị thuộc bộ đo công suất với nhau, mình sẽ tiến hành khởi động phần mềm điều khiển trên laptop và kết nối. Chi tiết của thiết bị mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video khác.